Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục series Tại sao cùng Vlog Teddy TV. Thì hôm nay nội dung là sẽ nói về tại sao gọi là Lấy Thiêu. Mình sẽ cùng mọi người đi khám phá cái vùng đất Lấy Thiêu, tỉnh Bình Dương. Thì vào thế kỷ thứ 16 á, cái vùng đất Bình Dương nó còn rất là hoang sơ, rừng rậm tràn lan và không có người ở. Thì người Việt mình á, sau đó họ mới đến khai phá, lập làng và tổ chức sản xuất trên các cái dòng cao, những cái dải đất ven theo sông rạch hay là trên các cù lao. Những xóm làng này càng ngày càng đông người đến sinh sống và khai hoang. Thì từ đó vùng đất này mới dần hình thành và sinh sôi phát triển sôi động, cư dân ngày càng đông, đất hoang ngày càng bị đẩy lùi, nhường chỗ cho xóm làng ruộng đồng trù phú, phố chợ sầm uất nhộn nhịp. Thì năm 1861 thì khi mà thực dân Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Đông á, và họ về cái huyện lỵ Bình An từ thôn Phú Lợi về Búng, thì Búng nó cách Thủ Dầu Một 6 km theo đường bộ. Hai bên đường là những cái vườn cây tươi tốt, có khoảng 790 dân, là một cái địa phương rất là thú vị, vừa có lò gốm vừa có lò sắt sinh, khu chợ rộng rãi với tường gạch bao quanh cung cấp cho Sài Gòn các loại trái cây như măng cụt, mãng cầu, thơm, vân vân. Thì vào năm 1867 á, thực dân Pháp họ chiếm tiếp ba tỉnh miền Tây và họ tiến hành chia Nam Bộ thành 24 địa hạt. Thì lúc đó cái hạt Bình An nó ra đời. Thì cái địa hạt Bình An nó có tổng cộng là 71 xã. Là thì cái lỵ được đặt tại cái Phú Cường. Thì toàn hạt nó có 6 cái chợ lớn là chợ Cây Me, chợ Phú Cường, chợ Búng, chợ Thị Tính, chợ Lái Thiêu và cuối cùng là chợ Mới. Thì tại Lái Thiêu á, thì nó có thêm một cái trường sơ học với 20 học sinh. Thì vào năm 1899 á, thì hạt Thủ Dầu Một nó đổi thành cái tỉnh Thủ Dầu Một. Lái Thiêu bây giờ thuộc xã Tân Thới, là một trong 13 xã của tổng Bình Chánh. An Thạnh là An Thạnh, Bình Đán, Bình Đức, Bình Giao, Bình Nhâm, Hưng Định, Bình Sơn, Bình Thuận, Hòa Thuận, Phú Hội, Phú Long, Tân Thới, Lái Thiêu và Vĩnh Bình. Thì tới năm 1943 thì cái quận Lái Thiêu nó được thành lập, có hai tổng là Bình Chánh và Bình Thiện. Thì tới năm 1956 thì cái tỉnh Bình Dương nó được thành lập gồm 6 quận, thì trong đó cái quận Lái Thiêu nó có 11 xã với dân số là khoảng 56.000, hơn 56.000 người. Đến năm 1976 á, thì khi huyện Thuận An được thành lập trên cơ sở sáp nhập của hai huyện Lái Thiêu và Dĩ An. Thì đến năm 1994 á, cái xã Phú Long, Tân Thới và một phần của hai xã Bình Nhâm và Bình Hòa được sáp nhập lại thành thị trấn Lái Thiêu thuộc huyện Thuận An, tỉnh Sông Bé. Thì tới năm 1997 á, thì cái tỉnh Sông Bé nó lại được tách thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước, và cái thị trấn Lái Thiêu nó lại thuộc huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và đến nay cái phường Lái Thiêu nó gồm có 9 khu phố, diện tích là khoảng hơn 709 hecta, dân số là hơn 32.000 người, thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thì cái vùng Lái Thiêu này là một trong những cái trung tâm phát triển sớm và nổi tiếng, có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, là một cái trung tâm mua bán sầm uất đầu thế kỷ thứ 19. Ở nơi đây tập trung rất là nhiều cái ngành nghề tiểu thủ công truyền thống như là nghề mộc, vẽ tranh chinh kiến, nghề làm guốc, nghề đan lát, nghề gốm sứ. Có các di sản văn hóa lâu đời và nổi tiếng như là nhà thờ ở Lái Thiêu có từ năm 1771. Đây là dấu sứ xưa nhất ở Nam Kỳ. Thì nhà thờ thì ngoài ngoài ra thì nó còn có thêm một cái nữa là đình Phú Long, được xây năm 1842, và miếu Mộc Tổ. Thì cái vùng đất Lái Thiêu này á, không ngừng phát triển, nhất là cái nghề trồng cây ăn trái. Người ta ước đoán rằng cái măng cụt của vùng Bình Chánh và Bình Điền được cung cấp cho toàn miền Nam Kỳ Việt Nam. Thì cái Lái Thiêu nó có những cái lò gốm được hình thành vào những năm 80 của thế kỷ thứ 19, bên các cái bờ kênh rạch như là Hưng Định, Búng nè, rạch Tân Thới, Lái Thiêu, Bình Hòa, Bình Nhâm. Thì Lái Thiêu có điều kiện tự nhiên thuận lợi như là hệ thống giao thông thủy bộ,
có nguồn đất sét Chù Phú, có rừng bạt ngàn thuận lợi trong việc sản xuất vận chuyển, nên một số lò gốm ở Cây Mai đã về về lấy thiêu. Thở ban đầu thì lấy thiêu nó chỉ đóng vai trò là một cái chợ đầu mối, nơi tập kết và phân phối đồ gốm dân dụng. Về sau á, thì lấy thiêu nó trở thành một cái thương hiệu đại diện cho gốm Bình Dương, là đầu mối đưa hàng gốm đi khắp Nam Kỳ lục tỉnh và sang tận đến Campuchia. Thì gốm lá thiêu nó có mặt trong mọi gia đình của người Bình Dương, từ những dụng cụ gia đình bình thường mà còn đi vào đời sống tinh thần ca dao hò về của người dân. Thì lá thiêu nó nằm trên một cái con đường nối từ Thủ Dầu Một đến Sài Gòn, nó cũng là một cái trung tâm quan trọng, có các xưởng làm đường là và lò gốm. Thì bên cạnh đó bún cũng là một cái địa phương rất thú vị. Thì nói về bún và cái chợ bún thì mình đã làm ở cái video trước tại sao gọi là bún và khám phá các vườn ăn trái cây ăn trái ở khu vực bún Lấy Thiêu, thì các bạn có thể tham khảo ở video trước. Thì Lấy Thiêu nó là một cái tụ điểm giao lưu thủy bộ nên cái chợ nó rất là phát triển, thì tiệm ăn nó cũng rất là tấp nập, rồi chè cháo cà phê thì được bán suốt đêm với nhiều khách vãng lai, không kém cái một tỉnh lỵ. Thì theo cái niên giám Đông Dương năm 1912 á, cái chợ Lái Thiêu nó đứng đồng hạng với các chợ xung túc phía đồng bằng như là chợ Ô Môn, chợ Bình Thủy ở Cần Thơ, ngang với tỉnh lỵ Trà Vinh, Thủ Dầu Một, Long Xuyên, Châu Đốc, Biên Hòa. Thì Thủ Dầu Một nổi tiếng là một trong những vùng đất đẹp và an bình nhất của vùng Đông Nam Bộ, được mệnh danh là công viên Nam Kỳ. Thì nhắc đến trái thiêu là mọi người sẽ hay được nhắc tới là vườn trái cây Lái Thiêu. Nó nổi tiếng từ xưa là một cái vùng sinh thái nông nghiệp rất đặc sắc của Bình Dương và cả cái vùng Đông Nam Bộ. Nó đã từng được xem như là thánh địa của trái cây. Thì hàng năm nó bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5 âm lịch á, Tết Đoan Ngọ, người dân khắp nơi sẽ kéo về Lái Thiêu cắm trại dã ngoại tại những vườn trái cây xanh mát đầy quả ngọt bên cạnh cái dòng sông Sài Gòn hiền hòa. Thì trái cây Lái Thiêu không có nơi nào sánh được, bởi đặc tính cái vùng đất á, là trái sầu riêng vỏ nó mỏng, chỉ khiêu nhẹ là nó bung ra, lộ cơm dày đặc, thưởng thức đủ năm vị thơm ngọt béo bùi và nhẫn, ăn vào cảm giác rất là khó quên. Nếu mà các bạn ăn lần đầu cảm thấy khó ngửi nhưng khi quen là sẽ bị ghiền. Thì măng cụt cũng 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 là được cái kỷ lục Việt Nam bầu chọn là 150 loại trái cây đặc sản nổi tiếng của Việt Nam. Thì hiện nay á, thì người ta đi quy hoạch cái vùng trái cây Lái Thiêu á, rộng khoảng 1.200 hectare trên địa bàn 6 xã phường là Vĩnh Phú, Lái Thiêu, An Thạnh, Bình Nhâm, Hưng Định và An Sơn. Thì chính quyền các cấp sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để các nhà người dân nhà vườn á, họ tàn tâm tàn ý với chủ trương là phát triển du lịch bền vững để xây dựng lại cái thương hiệu vườn trái cây Lái Thiêu, tạo nên một cái thương hiệu kinh doanh điển hình và tiêu biểu, từ đó nhân rộng để du khách đến hưởng thức hài lòng và giới thiệu đến bạn bè khắp mọi nơi. Thì ngoài ra cái ngoài trái cây thì hiện nay trên địa bàn Lái Thiêu nó còn có hơn 100 lò gốm sứ. Nếu mà mọi người đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên khoảng 15 km thì dọc đại lộ Bình Dương thì có rất là nhiều cái cửa showroom bán gốm sứ như là Minh Sáng, Minh Long, Cường Phát, Minh Phương, Phước Vũ Long, Kim Phát. Thì những sản phẩm gốm sứ này nó đã tiếp cận cái thị trường nhiều nước trên thế giới, nó đóng góp cho cái sự quan trọng trong ngành gốm sứ của địa phương nói riêng và gốm sứ Việt Nam nói chung. Thì đây là những hình ảnh của Lái Thiêu. Mình đang chạy khu vực Lái Thiêu và mình sẽ đi vào mình sẽ đi đi tới chợ Lái Thiêu, mình sẽ quay cái chợ Lái Thiêu cho mọi người xem. Thì chợ Lái Thiêu như thế nào mình sẽ cũng nói sơ qua chợ Lái Thiêu cho các bạn. Thì Lái Thiêu nó là một cái vị là một xã, một thị trấn, là một phường từ sau năm 1975. Thì cái địa bàn của phường Lái Thiêu hiện nay á là đất cũ thuộc các làng xã Tân Thới, Phú Long và một phần của Bình Nhâm. Thì trong đó cái thôn Tân Thới và Phú Long là trung tâm của phường Lái Thiêu,
thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương hiện nay. Thì cái chợ Lái Thiêu này là một trong những ngôi chợ lớn ngày xưa, là chợ Thủ Dầu Một, chợ Bún, chợ Lái Thiêu, chợ Thủ Đức, chợ Khe Me, chợ Gò Dưa, chợ Thị Tính. Thì các bạn cũng thấy là theo sắp xếp là chợ Lái Thiêu nó đứng vị trí thứ ba trong tỉnh, giữ vai trò quan trọng đó việc mua bán và trao đổi hàng hóa. Thì từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 á, Hương Chính Lái Thiêu là một trung tâm quan trọng nằm trên tuyến đường Thủ Dầu Một và Sài Gòn. Mỗi ngày có một chuyến xà lúc chạy bằng máy hơi nước ghé bến này để mà trao đổi hàng hóa. Thì Lái Thiêu và Bún đã là những chợ cái đầu mối mà gọi là trên bến dưới thuyền, với ưu thế thuận tiện cả vào giao thông thủy bộ, vừa trên bờ là các hàng hóa từng dãy san sát nhau như là vựa cá, vựa đồ gốm, vựa tranh kiển, vựa vải, vựa giấy hút. Ở dưới ghe thì chở cá đồng, đậu quanh hai vựa cá và thuyền san sát nhau. Thì khi mà bán xong đó thì họ đậu lại, thì họ mua đồ thứ hàng để mà trao đổi và bắt đầu đặc sản, những cái đặc sản của Lái Thiêu, và sau đó họ sẽ du thuyền đi về các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đây là bên tay trái mình chính là chợ Lái Thiêu. Mình sẽ chạy vòng vòng chợ và mình vào mình sẽ vào bên trong chợ để quay cho các bạn xem. Chợ Lái Thiêu rất là nổi tiếng. Thì Lái Thiêu Tân Thới nó từng được xem là một trong những cái chợ thương mại lớn nhất cả vùng. Thì Lái Thiêu nó chính là cái tụ điểm giao lưu hữu bộ nên chợ rất là phát triển nhanh. Tiệm ăn thì tấp nập, thì cà phê buôn bán sát điên, nhiều người khách hàng vãng lai, họ vui họ tới để mà họ ăn uống mua bán và trao đổi. Thì cái chợ Lái Thiêu nó hình thành sau chợ Khe Me và sau cả chợ Bún. Tuy nhiên á, thì Lái Thiêu từ xa xưa nó là một địa bàn cư trú của nhiều lớp người cư dân Việt đến đây để làm ăn và sinh sống. Thì nó tập trung nhiều nghề truyền thống như là gốm sứ, điêu khắc, chạm trổ, mộc, rồi vẽ tranh kiến. Rồi dọc cái bờ đập Lái Thiêu nó có những dãy nhà mà hồi xưa là họ có vẽ kiến, rồi thợ cẩn, thợ tiện, thợ mộc từ Bắc Bộ họ vào sống ở quanh chợ. Thì tại chợ Lái Thiêu nó có nhiều vựa, nhiều cơ sở mua bán trao đổi hàng hóa cố định ở các tụ điểm rải rác khác nhau trong chợ, như có ba nhà vựa cá đồng phân phối cho các chợ lân cận, rồi coi nhà có ghe từ cá U Minh, Rạch Giá đến để bán dịp Tết, đậu lại đôi ngày chở lu hủ tô chén bàn ghế về lại miền Tây để bán ở dưới miền Tây. Bạn thấy là chợ Lái Thiêu hiện tại bây giờ là buôn bán cũng rất là sầm uất. Thì khu chợ Lái Thiêu thì cửa hiệu buôn bán san sát, là bán người mua mua bán rất là tấp nập. Thì dưới sông thì ghe buôn đậu từ ngoài cho tới vô bến chợ mới luôn. Thì ngày xưa là các bạn thấy là cái ghe ở dưới miền Tây họ lên họ đậu rất là nhiều, rồi họ trao đổi hàng hóa ở khắp nơi, rồi họ trao đổi hàng hóa với nước mắm Phan Thiết nè, rồi cá lồi, lạt dừa, mực nang, rồi họ trao đổi với lại ở dưới miền Tây. Họ chở lu hủ chén về dưới bán, rồi họ chở khô cá ở dưới lên khu vực chợ Lái Thiêu hồi xưa rất là tấp nập. Thì ngoài ra thì chợ Lái Thiêu nó có gần chợ Lái Thiêu nó có một cái thiên hậu miếu được lập vào năm 1870.
thì nằm trên đường Chu Văn Tiếp, dọc theo cái rạch Lái Thiêu, mình cũng có chạy ngang để cho các bạn xem. Thì ngoài ra nó còn có miếu Tộc Tổ cho những người thợ lành nghề từ Hà Đông vào lập nên vào năm 1940. Thì con rạch Lái Thiêu này vẫn là một cái bến cảng trên con đường gốm sứ Lái Thiêu, xuất hàng đi khắp các tỉnh miền Tây với nhiều ghe thuyền vào ăn hàng mỗi ngày, chở sang bán tận Campuchia. Thì cái miếu miếu bà nó nằm ngay cái ngã ba sông Lái Thiêu và sông Sài Gòn này á, là chứng tích cho vị thế mua bán đường sông của chợ Lái Thiêu một thời. Không không biết là tự nhiên là sau này nó lại biến thành là miếu thờ Thiên Hậu từ lúc nào. Ngoài ra thì ngày xưa nó còn tuyến xe lửa Sài Gòn Lộc Ninh á, thì ga xe lửa Phú Long và ga tạm Lái Thiêu cách nhau không xa, và nó cũng có góp phần vào sự sung túc với cái chợ đầu mối như Lái Thiêu, là nơi tập trung nhiều hàng hóa để phân phối đi các chợ nhỏ ở khắp mọi nơi. Được chế biến thủ công của người Hoa được về bán về cho chợ lớn rồi các tỉnh miền Đông, miền Tây, rồi các ngành nghề lò đường, lò bún, lò nhuộm, rồi lò ép đậu phộng, lò gốm, chạy đóng bàn ghế, và các ngành nghề thủ công mỹ nghệ luôn phải chạy hết công sức để mà kịp cung ứng cho thị trường. Thì giai đoạn 30 năm 4, Lái Thiêu là một trong những trung tâm kinh tế phụ cận ở Sài Gòn và chợ lớn, và chợ Lái Thiêu là một cái thị trấn gọi là thức suốt đêm. Dọc theo rạch Lái Thiêu dịp gần Tết là hàng trăm ghe lớn nhỏ vào đậu để ăn hàng. Thì các bạn cũng thấy là chợ Lái Thiêu ngày xưa rất là sông sung túc, nó là một cái chợ đầu mối coi như là trao đổi lớn giữa miền Đông và miền Tây, đi cách ở đi khắp các mọi nơi, và có và qua cả và chạy qua cả Campuchia. Thì ở ở Lái Thiêu có rất nhiều tiệm ăn nổi tiếng của người Hoa, như là tiệm mì Chú Hớ, thì nếu nấu theo kiểu cách Kiều Châu, rồi tiệm mì chị Ui của người Quảng từ năm 1962. Thì video nói về chợ Lái Thiêu và phường Lái Thiêu và Lái Thiêu đến đây mình xin hết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tại sao. Xin chào và tạm biệt.